với các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe bạn Hồng Nga vừa nhận được visa du học Úc. Nga sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao Nga chọn Úc để du học cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Úc của Nga thì như thế nào. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với Nga nhé. Hai chị chào Hồng Nga. Chào chị, chào mọi người. Em biết gì đó nét về bản thân em? Mình tên là Hồng Nga, năm nay mình 27 tuổi. Mình đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh và hiện tại mình đang làm công việc tại một công ty vận tải biển quốc tế. Mình thích các hoạt động như là du lịch, khám phá các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Và cái môn thể thao mà mình thích nhất là bơi lội. Bơi lội, mình thích cái bơi lội vậy. Mình có tham gia một cái cuộc thi hay là một cái lạc bộ nào không? Mình không có tham gia các cuộc thi nhưng mà mình hầu như là đi bơi mỗi cuối tuần và mỗi lần nhớ mình đi chơi lúc nào cũng là đi biển. Wow, vậy thì mình bơi được cự ly bao nhiêu em ha? Cự ly bao nhiêu hả? Chắc khoảng 100 mét. Cái cảm nhận của Nga khi nhận được visa du học Úc thì như thế nào em? Khi mà chị Thúy gọi cho mình nó báo là mình đã có visa du học Úc á, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Tại vì cái thời gian mà mình làm visa thì cũng khoảng mấy tháng trời á, thì mọi người và các chị cũng đã hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì khi mà có cái kết quả visa thì mình rất là vui, và ba mẹ mình cũng rất là vui. Mình chọn Úc du học á, tại vì cái thứ nhất á, Úc là một trong những nước mà sử dụng tiếng Anh. Thì trước giờ mình chỉ học tiếng Anh thôi nên mình đi học thì chắc chắn là nó dễ dàng hơn. Thứ hai là nước Úc á, thì rất là thanh bình. Và cái bằng cấp của Úc á, thì được công nhận hầu như là toàn thế giới. Và cái thứ ba là mình có người thân bên Úc. Mình có người thân, mình qua đó mình coi chung với người thân không ra ha? Thời gian đầu thì chắc mình sẽ ở chung với người thân của mình, đó là dì dưỡng. Dì dưỡng mình thì qua Úc định cư cũng khoảng 8 năm rồi, và hiện tại đang làm có công việc cho một công ty sản xuất thịt bò tại Úc. Ngoài bệnh chắc chắn mình sẽ được ăn rất là nhiều thịt bò. Ở Việt Nam thì em đã học xong cái chương trình là đại học kinh tế kế toán. Thì qua Úc thì cái ngành em chọn có phải là theo tiếp ngành kế toán hay mình chuyển qua ngành khác em? Đúng rồi, em sẽ học tiếp cái chương trình là Master kế toán. Vậy thì cái ngôi trường mà mình sẽ học ở Úc là ngôi trường nào ha? Khi mình tham khảo các trường đại học ở Úc đó, thì mình chọn cái trường Central Queensland. Tại vì Central Queensland thì luôn là đạt là những cái top là trường nổi tiếng của bên Úc. Cái đội ở đó thì có rất là nhiều sinh viên quốc tế, thì đó là cơ hội để mình có thể giao lưu với các bạn ở các nước. Và Queensland thì nó có cái chi nhánh ở Brisbane thì cũng gần nhà người thân của mình. Và cái chi phí ở trường Queensland thì tương đối phù hợp với gia đình mình. Vậy là cái kế hoạch học tập của mình khi qua Úc thì như thế nào ạ? Khi qua Úc thì mình sẽ học 30 tháng học tiếng Anh tại Central Queensland. Sau đó thì mình sẽ học tiếp chương trình chính 2 năm kế toán. Sau khi học xong thì mình sẽ trở về Việt Nam và ứng tuyển vào các vị trí như kế toán trưởng hoặc là giám đốc tài chính tại các công ty lớn ở Việt Nam. Mình lý dịch vụ Tân Đại Dương, khi mà mình có ý định đi du học Úc thì mình lên tham khảo các trang web của các công ty du học. Chứ là mình cũng có một người bạn thì cũng đã từng đi du học thông qua công ty Tân Đại Dương. Rồi, cho chị hỏi em là cái cảm nhận của Nga khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì như thế nào? Khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương á, thì khi mà ngay khi mà mình gọi đến công ty á, tư vấn á, thì các chị cũng đã chia sẻ thông tin với mình rất là nhiều. Và khi mình đến đây gặp chị Thúy thì chị Thúy hỗ trợ mình rất là nhiều trong quá trình làm hồ sơ. Nói chung là hầu như mình gọi chị Thúy suốt luôn á, ngay cả chủ nhật nữa. Và chị Thúy luôn luôn giúp đỡ mình, với là chị Hương nữa. Chị Hương cũng hỗ trợ mình làm hồ sơ rất là hoàn chỉnh. Mình cảm thấy rất là hài lòng khi làm hồ sơ tại công ty. Bây giờ đã có visa rồi thì Nga có những cái lời khuyên hay là những lưu ý nào dành cho những bạn mà sắp tới làm hồ sơ đi du học Úc đi không? Cái kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là nếu như các bạn muốn làm hồ sơ đi du học Úc á, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ cái thông tin của trường và lựa chọn những cái vị trí của các bang mà các bạn muốn đến. Tại vì ở Úc thì rất là lớn, mỗi bang khí hậu nó cũng rất là khác biệt nhau. Như Adelaide thì rất là lạnh mà Brisbane thì ấm áp, nên các bạn nên tìm hiểu kỹ cái môi trường khí hậu của từng bang.
Chị cảm ơn những chia sẻ của Hồng Nga trong buổi trò chuyện ngày hôm nay về những cái chia sẻ về cái quá trình làm hồ sơ của mình, và đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm để cho các bạn mà sắp tới làm hồ sơ du học Úc sẽ có thêm những cái hành trang tốt để chuẩn bị cho cái hồ sơ của mình ha. Và một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc Nga qua Úc học tập thật là tốt nha. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người ở Tân Đại Dương đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Hồng Nga chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến các văn phòng của Tân Đại Dương ở Nha Trang, quận 1 hay là quận 5. Và các bạn cũng lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ở Hà Nội.